Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nếu mà phong vụ chẳng lắm, phong vụ nào giờ phong vụ huyện nữa chẳng. Phong vụ nghe phong vụ đã sợ rồi đúng không? Nghe thì chán. Mà phong vụ ở huyện buôn lắm, phong vụ huyện nó kiểu ở đâu cũng thế thôi. Thế hả? Ở đâu cũng thế thôi, phong vũ xưa nay là vậy mà, nó biêu chán lắm đấy, nó biêu nó không có một chuyên nghiệp gì cả. Nó kiểu nó chuyến về buôn bán đấy, buôn bán thôi chứ nó không, anh nghĩ là nó không phải là biêu mà là mình biêu như kiểu nó lắp ấy, nó lắp không chuyên nghiệp. Đúng rồi, nó kiểu giống như rồi luôn. Hoặc là linh kiện của nó không phải là linh kiện đảm bảo ấy. Linh kiện hay là cái gì mà lắp cái linh kiện sợ là nó trôi nổi xong nó lại nắp vào mình nó lừa gà. Đấy, biết làm sao được anh. Ủa đồng đội bạn không ra qua không qua cứu bạn à? À trên nhà đỏ đậu xanh. Ôi này lóc tính đó. Nghe thấy rồi nhá. Hai. Mọi người ơi. Lia rồi. À lia rồi hả? Lia. Ồ dễ vậy. Game là dễ. Kiểu. Mọi người đừng làm tôi giật mình chứ. Ủa mình vẫn nghe thấy tiếng lục cục ở đâu ra? Ồ. Có cái âm thanh gì đó này. Quanh đây. Đi. Trận này bán AK đi. Lâu rồi không bán AK. Hôm nay trình diễn một trận AK. Nhưng mà nhiều. Ôi. Có kìa, 4 thằng. Các bạn. Tôi thấy một tuần là chết anh. Đây. Rồi, anh thấy 4 thằng rồi. Ui. Ôi. Này bắn tổng. Nó tắt kìa. Tổng. Ui, nó tắt kìa. Khép rồi anh. Một tap FKS, một tap một phát nốc linh. Anh mất nửa máu. Bay đầu luôn, bay mũ luôn. Kinh thật. Táp ghê thế. Thế ai chưa. Ôi ai bắn. Watch out. Ok. Nó vòng trái hả? Đoán chắc rồi, nó vòng không vòng xích ở trái đó. Vòng đi các bạn. Có à, phải nữa. Đâu. Có thang trái, thang phải. Một. Good job. Lên không? Anh lên nhá. Lên. Cẩn thận bên trái anh ơi, cẩn thận bên trái. Ở đó còn một thằng nữa. Anh quăng bom lên đi được. Trái có này. Lên giữ đi lên. Cho em một tèo. Hay. Ok, được rồi. Đấy, bên này có thằng vòng trái. Còn thằng phía xa, thế còn một thằng phía xa. Ô, nhà cái. Watch out. Chạy tiếp về đấy rồi cơ. Ừ, nó bắn hỗ trợ ở team này. Lúc anh lên anh gạt. Ê, ở kho. À thế bố ai mà bắn nổi. Bạn ơi thôi. Wow. Location. Lấy xe đẩy nó thôi. Để em ra lấy xe ra. Một viên. Lấy xe đi. Tao yếu lắm luôn rồi. On my way. Dù rồi ơi. Tuấn anh nhớ đầy bồ rồi thì phải. Nó bị một viên cá của em nữa rồi. Nhưng mà nó bơm mở lại. Kìa là bắt đang ngó kìa. Thế rồi. Có sọc luôn không? Đi. Lên cái đó. Làm quả đi. Ôi bạn chết rồi. Bạn chết chắc với mình rồi. Trời ăn lên rồi, ăn lên rồi. Xuân này con không về ăn rồi. Ăn lên rồi, trời ơi. Xuân này con không về. Đúng đến đâu rồi? Đây, thôi, chứ bạn chết đây, rồi. Đây rồi. Đây.
Xuân này thế nó không về rồi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Ôi, vô đến năm à, anh phải ở sao? Không, bạn ấy ra đây bạn đứng, bạn cam. Bốn thằng đẩy lên như thế thì bố ai mà dám đứng ở trong cái kho đấy, chết rồi. Nếu mà là em là thằng này em sẽ ốp quả bom IQ chỗ đấy. Mình không vào là chết. Mình một bom trái một bom phải, mình kiểu mình tự thủ ấy. Ông này vẫn đang hốt lắm. Không, nhưng mà lúc đấy hoang mang cũng không thể suy nghĩ được nhiều em ạ. Nghe thấy một lũ chạy tới thì mình công lên giống như kiểu mấy thằng châu điên ấy. Châu hút mà. Đi thôi. Thôi ở ngoài này, ở ngoài. Ngoài chỗ hướng ghét. Ok. Cả team công lên như thế, tôi nói thật với anh em là riêng nghe tiếng xe tôi đã thấy chết nửa đời người rồi. Nhìn thấy bốn thằng ở trên xe nữa, chết đến cả đời ông đời cháu luôn. Còn thằng ở trong đấy thì có à? Là ní. Chắc bot. Bỏ nhá. Ô, con bot kìa. Con bot mà chạy nước miệng ấy. Bot ở đâu đấy? À quên, tính ở đâu đấy? Ôi, thì qua rồi. Phải. Qua rồi. Đây, hai cái đường con bot kia qua hai cái đồi này. Dưới luôn. Dưới nào? Đây, dưới cái đồi thẳng, này. Ở đây á. Chỗ nhà thờ à? Sẽ phải một tiếng rồi. Không. Ôi. Đây, bên cũng nằm này này. Hai cái đây. Con bot nó đây ta. Con bot đâu vậy ta? Đâu, làm gì có gì tính nào. Vừa rồi đây mà. Xem anh từ hồi tập kích Mai có clip đi mua vàng không anh á? À Mai là ngày thần tài đúng không? Đây thính này. Thần tài là mình cúng xong mình mua vàng đúng không anh nhỉ? Mình mua vàng về đâu, cúng nhỉ? Mình mua vàng về mình cúng chứ. Mình lấy rồi. Mình mua vàng về rồi. Mình nhét vào đít ông hay sao ấy. Mình lấy rồi. Mình về mình bỏ hương, à, mình bỏ trải hoa hồng. Bỏ trong kia hoa hồng á. Hoa hồng á. Ở nhà anh thì kiểu hay nót nít vào ông bài. Rồi, nó chạy. Ủa? Vẫn còn ở đang đi nữa. Ê, mình vô vàng mình thấp hơn sau rồi mình cắt đi hả? Hay là mình đâu, mình để vào đít ông thần tài chứ. Đó, để luôn anh. Ai nói? Cùng một cái thằng hai để trước đấy. Nani? Cái thằng nữa cúng xong cắt đi hả? Em đi sau rồi. Nếu là em thì em sẽ đeo. Ở nhà anh là cứ mua vàng ấy, xong rồi nhét vào đít ông thần tài ấy, để ông giữ à? Nó ở cái cục đá nhà đá này, em bắn hai viên cá đó mà nó... Trên à chị? Ở đến tầng 2 á. Vừa nghe nói từ đít em lại thấy nhột rồi. Nhột đít à? Ủa, có bạn nào confirm không? Rõ ràng là nhét đít thần tài đúng không? Không biết luôn. Em chưa nghe bao giờ. Rồi. Em chỉ nghe nói là họ cúng xong họ cất đi hoặc là họ giữ lại sau này kiểu mình bên trong quán. Đeo. Ôi, có thằng của em. Nó như con bot ấy chứ không phải là người. Không có ở đây đâu. À đây. Lấy xe đuổi qua, ở đây có một team. Một team á hả? Dạ, đi xem. Ok. Đây mọi người ơi. Ô, nó bắn flare luôn. Ok, chơi luôn. Thúc. Bốn thằng. Ok. Cũng nhét đít à? À, nhét đít thật tiên. À? Miền Bắc là hay nhét đít ông thần tài để ông giữ mà. Ê, mọi người cẩn thận, nó tạo tỏa ra rồi nhá. Đít đâu, ông thần tài nào ở chỗ nào? Em không thấy đít thần tài đâu. Ô, vãi đái. Hình như nhá, nó bắn em ở đây. Ok. Nó ở đâu? Ping. Em không biết. Đây này. Mark the location. Đó, mẹ mình nhìn mà tưởng mọi người có nữa nhá. Cẩn thận nhá mọi người. Một viên này. Đây rồi, trước mặt anh. Nó bị em. Còn thằng nữa. Còn thằng hướng SE kìa. Chưa nhảy gạt đấy. Đây. Còn thằng anh thấy chạy đây, ở đây mà. Đúng rồi, nó đã nằm đâu trước mặt rồi. Đây, anh thấy. Đâu ta? Nãy nó chạy đây mà lúc mà mình thấy hụt đấy. Đúng rồi. Ơ? Ôi, một tim. Một tim. Ôi, sao rồi? Nấp đi. Anh canh cho. Sau cây. Watch out. Đau quá. Thấy có ốp đấy. Mình nữa. Có mắt rồi à?
Hai, nice. Clear đấy rồi. Clear team đấy, còn team này vẫn còn một thằng. Team này còn một thằng. Tâm em. Đó, phải lấy gắn. Đâu, 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 đâu. Chúc mừng. Đâu? Một xe kìa, một xe đầy người luôn kìa. Ôi ôi. Bắn đi, bắn đi. Ok 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 ok. Ôi trời ơi. Ai nổi, Linh bảo trước mặt thì quá. Anh tưởng trước mặt là ở bên hướng này này. Trời ơi, anh mất luôn. Ờ anh đang đi trước mặt thì em phải trước. Anh không dừng xe là vỡ xe rồi em ạ. Đậu phộng. Ôi ôi ôi. Ôi thơm thế, Lộc ơi. Lộc ơi, bốn mạng kìa, thơm thế rồi ơi, trời đủ má. Ôi liều bít. Này cũng có ốp này, ốp X6M24. Bọn em lút anh ở đây đi. Em hiểu là máy em đang, em đang hiếu máu nhá. Nhưng mà em đang hồi med kit gần xong rồi, còn 2 giây thôi em phải hủy em sấy. Tham thật sự đâu. Cái team này đâu, xanh. Ui ui. Chưa có thằng nào bị sứt mẻ miếng nào luôn. Thằng nào cũng còn nguyên. Còn tiếp xe nữa, còn tiếp xe nữa. Anh ơi. Ui. Ui hôm nay là đại hội Võ Lâm à? Đại hội Võ Lâm. Ui sấy kìa. Chị em ơi. Ok ok ok. Chờ tí xíu. Này đây không có xe đâu nhá, đi chạy bộ đó. Ôi thôi sao. Ôi cái xe này bị nổ, chết nổ à. Chết luôn. Ngu người. Không phải nấp. Tự hủy á. Không không, em tự hủy, em tự hủy. Ui em tưởng cái xe này nổ rồi. Đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp. Nó chưa nói sao bốc kìa. Hay bạn ơi, team này nhất quá. Điểm lụng vãi thì. Cẩn thận em ơi. Nó ở que, nó ở que. Ở sau nhà vệ sinh nó lên. Sau nhà vệ sinh á? Không không không, sau ngoài tường. Rồi, mình bắt ngoài này được rồi. Ui dồi ôi. Ui mẹ anh em làm việc gọi là ui này hai làm có 4 mạng chứ mà ba cái team anh em mình giết ở đây ấy, team nào cũng còn đủ 4 thằng hết. Em bên đó công giáo nên không ai thờ thần tài nên không biết. Cảm ơn thoại nhá mẹ. Ui đúng pha này team mình phải lên khoảng độ 10+ kill á. Phê luôn. Đổi đời luôn ấy, team mình đổi đời luôn ấy. Vãi nồi. Đúng là ngày chứ. Lộc có like không? Lộc có mà. Lộc like trên app Lolo like mà. Mọi người được bao kill rồi? Anh được 8 này. Tao được 9. Ngon nhờ. Lộc. Em được 10. Vãi nồi. 8, 9, 10. Gần 50 kill rồi. Lộc ơi, được bao kill rồi? 11 anh ạ. Ui, 40+ kill rồi. 8, 9, 11. Chị thật sự. Trên đi có ai ra kêu 50 kêu top 1 đó. Không đủ, không đủ. Còn có 6 thằng nữa thôi, làm sao đủ 50 kêu được. Ui, quả vừa rồi đúng đã luôn mọi người. 3 team còn nguyên ạ. Đúng ngáo. 3 team 4 thằng. Lòi bồm. Cái bọn ở nhà cũng 4 thằng nhá. Cái bọn Lộc ăn cũng 4 thằng nhá. Cái bọn vừa bị giết cũng 4 thằng nhá. Ủa. Lấy vợ sướng không Tuấn ơi à? Cái đấy anh em phải trải nghiệm cơ chứ mình nói sướng hay không sướng thì cũng không thể nào. Tất nhiên anh Tuấn phải bảo sướng rồi. Lóc nhà ở đây mà nói không sướng là vỡ mồm với bà. Vỡ mồm con chó sồm ngay. Kèo của chị Sun à? Chả biết là kèo chị Sun có còn không? Con. Anh tôm một đi em tôm lấy cốc nước. Ui, cảm ơn em nhá, bò nhá. Cảm ơn bò. Chị Xuân kia bốn ra keo từ cuối trận. Cuối trận nhưng mà 11 giờ là chị đi ngủ rồi. Bây giờ đã 11 giờ đâu. Chị Xuân gà lên chuồng sớm lắm. Gửi anh Tuấn sai 5 đồ ăn. À, cảm ơn em nhé, cảm ơn Thắng Nguyễn. Thank you. Anh Tuấn bận đi chịu uống nước lóc với em ạ. Thôi, lấy xe. Bận đi hãy gọi là Tuấn nước lóc. Không có người luôn á. Lấy xe đi cua cho anh. Cua xong mọi người rối lên lên tổng bài gì xịt. Điện hay ta hút chút cho thằng cu đây. Cả nhà like vui vẻ. Ui cảm ơn Điệp nhá. Em lấy xe em đi lung tung đi. Anh mới Lộc đi bộ tuần tra sa mạc. Ơi. Ê mang xe vào đây. Mang xe vào đây.
lốc 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 lốc, tập trung. Ở đâu anh? Đều anh thấy chúng nó rồi, anh thấy gọi là dấu vết chúng nó rồi. Chúng nó đang ở trên đồi em ạ. Nào chuẩn bị liếm nhá. Lưỡi liếc là đầy đủ chưa? Liếm này. Lộc ngồi chỗ trở lợn này. Đấy, thoáng nhá. Sấy không vướng cái gì cả. Trước mặt này. Đúng. Nó thấy cũng chẳng vướng gì luôn. Anh ơi, đứng đây là anh đi lên là nó sấy chứ là không chạy phát nào đâu. Không, nó ở trong nhà, nó ở trong nhà. Anh nghĩ vậy. Hình như ở trên đấy có khu nhà nữa. Đúng rồi. Ủa bên trái kìa. Ở bên kia cơ à? Cái xe kìa. Trên đây cũng có mẹ ơi. Gửi 4 anh em 4 cốc nước. Lấy tăng công lực á. Ui, cảm ơn anh Điệp nhá. Ui, em cảm ơn anh Điệp à. 400.000 luôn. Hợp lý. Ô, ở đâu em? Ui, ôi, yếu lắm rồi. Mất rồi. Clear. Dễ quá. Watch out. Pin được yếu lắm rồi anh em. Dễ quá. Ui hay, nice. Đâu có 4 thằng ấy, bọn đấy cũng đủ 4. Đấy thôi, hết rồi. Nốc đi. Nốc 2 rồi, em nốc 1 thôi. Nó cứu rồi, má ơi. Ui, không vào đầu kìa. Lộc ơi, em nghĩ sao về việc anh em chúng mình lên xe và đẩy luôn? Chúc cho anh, con đẩy đi thôi chứ còn... Hay là một mình anh? Anh chỉ cần trèo lên đây là nó kẹp là chết đây. Để anh trèo lên đồ này là anh. Nó xấy anh. Bọn mày chuẩn bị chết rồi. Anh cứ chạy lên chỗ phía sau hòn đá. Watch out. Enemies ahead. Ok. Chả chạy đâu được. Xe xa ra nhưng nó xấy hết đấy. Ngồi thôi. Gạt hết. Đấy, sao? Điều đúng không? Thái nổi ạ. Thế ừ, mình thành thằng chim mồi à? Móm à? Cày thế nhở, mình bị lừa rồi. Mình bị lừa rồi. Cày thế, mình bị lừa. Lừa rồi. Đấy là do anh thôi, anh. Rồi xong. Đấy là... Nói tệ quá. Mình bị lừa quá anh em ạ. Đệt chả. Khó. Đâu tổng kill. Đệt chả lụa được có 38 kill ạ.